Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu mới nhất sáng nay, ngày 5 tháng 1 năm 2024, trên kênh Phố Núi TV. Kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Kính chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2024, giá tiêu duy trì ổn định ở các địa phương. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 1 năm 2024, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 7 USD trên tấn, với mức giảm là 0,18%, xuống mức giá là 3.939 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm 12 USD trên tấn, với mức giảm là 2,0% so với phiên trước, xuống giao dịch ở mức giá là 6.066 USD trên tấn. Trong khi đó, cộng đồng hồ tiêu quốc tế vẫn niêm yết tiêu đen xuất khẩu của Brazil trên thị trường ổn định, với mức giá là 3.270 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và giá tiêu trắng xuất khẩu vẫn đi ngang, với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g trên lít và loại 550 g trên lít trong phiên này duy trì ổn định và giao dịch với mức giá là 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam có mức giá là 5.700 USD trên tấn. Tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn Kochi Ấn Độ, ngày 4 tháng 1 năm 2021, ghi nhận giá tiêu đen nội địa của Ấn Độ điều chỉnh giảm nhẹ 1 USD trên tấn. So với phiên trước, hiện giá tiêu xô và tiêu chọn đang có mức giá lần lượt là 597 rupee trên kg và 617 rupee trên kg. Thưa quý vị và các bạn, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu đạt 267.000 tấn, trị giá 912 triệu USD, tăng 16,6% về lượng, nhưng giảm 6% về trị giá so với năm 2022. Sản lượng năm 2023 của Việt Nam đạt khoảng 190.000 tấn, nhập khẩu chừng 26.000 tấn. Tính ra năm qua xuất khẩu đã phải lấy 50.000 tấn hàng dự trữ trong kho để xuất bán ra thị trường. Đưa hàng gối vụ năm nay thấp nhất trong các năm. Trước khi bước vào vụ thu hoạch, đa phần ý kiến đều đánh giá sản lượng sẽ giảm mạnh. Các doanh nghiệp trong hiệp hội đưa ra dự báo nguồn cung giảm sâu, thậm chí chỉ còn 160.000 tấn. Nguyên nhân do người dân chặt bỏ cây tiêu và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở các địa phương. Ghi nhận giá tiêu xô trong nước sáng nay, thu mua trong khoảng 81.500 đồng tới 83.000 đồng trên kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua quanh mức 82.000 tới 82.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu thu mua quanh mức giá 81.500 đồng trên kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận quanh mức là 81.600 đồng trên kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua ở mức cao nhất là 82.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu sáng nay là 83.000 đồng trên kg. Và giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai, hôm nay ghi nhận quanh mức giá là 82.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu do xung đột địa chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao tại các nền kinh tế lớn, xuất khẩu hồ tiêu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết quốc gia sản xuất hàng đầu trên, như Brazil, Indonesia, Ấn Độ, và chỉ tăng duy nhất tại Việt Nam. Xét về nhu cầu, nhập khẩu của Mỹ và EU giảm xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây, và được bù đắp phần nào bởi nhu cầu từ Trung Quốc, sau khi nước này mở cửa trở lại từ đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nhật về giá hồ tiêu ngày 5 tháng 1 năm 2024 trên kênh Phố Núi TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.